Chào mừng các bạn đến với bộ môn đánh giá trong giáo dục của khoa quản trị chất lượng, trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về mục tiêu dạy học theo tiếp cận năng lực. Tại hội nghị của Hội Tâm lý học Mỹ năm 1948, Benjamin Bloom, một giáo sư của trường Đại học Chicago, đã xác định 3 lĩnh vực của các hoạt động giáo dục, đó là lĩnh vực nhận thức thể hiện ở khả năng suy nghĩ, lập luận, bao gồm việc thu thập các sự kiện, giải thích, lập luận theo kiểu diễn dịch và quy nạp, và sự đánh giá có phê phán. Lĩnh vực tâm vận động liên quan đến những kỹ năng đòi hỏi sự khéo léo về chân tay, sự phối hợp các cơ bắp từ đơn giản đến phức tạp. Lĩnh vực cảm xúc liên quan đến những đáp ứng về mặt tình cảm, bao hàm cả những mối quan hệ như yêu ghét, thái độ nhiệt tình, thờ ơ, cũng như sự cam kết với một nguyên tắc và sự tiếp thu các lý tưởng. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thang năng lực nhận thức. Sau khi được cải tiến năm 2001, thang năng lực nhận thức của Bloom gồm 6 cấp độ: nhớ, hiểu, vận dụng, phân tích, đánh giá và sáng tạo. Thang đo này đã được sử dụng trong nhiều thập kỷ qua, đã khẳng định ưu điểm của phương pháp dạy học nhằm khuyến khích và phát triển kỹ năng tư duy của người học ở mức độ cao. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cấp độ nhớ. Nhớ là sự ghi nhớ và nhận diện thông tin, dữ liệu đã học được trước đây. Đây là cấp độ thấp nhất của kết quả học tập trong lĩnh vực nhận thức nhưng cũng là cấp độ nền tảng cho các cấp học cao hơn. Một số từ khóa mô tả năng lực nhớ như liệt kê, gọi tên, định dạng, giới thiệu, chỉ ra, xác định, mô tả, nhận biết và một số từ khác nữa. Ví dụ như học sinh có thể nhớ hết các công thức tích phân đã học trên lớp. Hiểu là khả năng nắm được ý nghĩa của tài liệu. Hiểu không đơn thuần là nhắc lại cái gì đó mà phải diễn đạt được khái niệm theo ý hiểu của bản thân. Kết quả học tập ở cấp độ này cao hơn so với nhớ và là mức thấp nhất của việc thấu hiểu sự vật. Một số từ khóa mô tả năng lực hiểu như diễn đạt, phân tích, phân loại, giải thích, chứng tỏ, hình dung và một số từ khác. Ví dụ như học sinh phân biệt tích phân dùng trong hoàn cảnh nào, trường hợp nào và dùng để làm gì. Vận dụng là khả năng sử dụng các tài liệu đã học vào một hoàn cảnh cụ thể mới, yêu cầu người học sử dụng thông tin và chuyển đổi kiến thức từ dạng này sang dạng khác, tức là sử dụng kiến thức đã học trong hoàn cảnh mới. Kết quả học tập trong lĩnh vực này đòi hỏi cấp độ thấu hiểu cao so với cấp độ hiểu trên đây. Vận dụng là bắt đầu của mức tư duy sáng tạo. Một số từ khóa mô tả năng lực vận dụng là áp dụng, phân loại, sửa đổi, đưa vào thực tế, tính toán, giải quyết, chứng minh và một số từ khác nữa. Ví dụ như sử dụng công thức tính tích phân để giải quyết một số bài toán liên quan đến chuyển động, tính diện tích, tính thể tích. Phân tích là khả năng nhận biết chi tiết, phát hiện và phân biệt các bộ phận cấu thành của thông tin hay tình huống. Điều đó có thể bao gồm việc chỉ ra đúng các bộ phận, phân tích mối quan hệ giữa các bộ phận, nhận biết các nguyên lý tổ chức được bao hàm. Kết quả học tập ở đây thể hiện ở mức độ trí tuệ cao hơn so với mức hiểu và áp dụng nó đòi hỏi một sự thấu hiểu cả nội dung và hình thức cấu trúc của tài liệu. Một số từ khóa mô tả năng lực phân tích là phân biệt, đối chiếu, so sánh, phân loại, phác thảo, biểu đồ hóa và một số từ khác. Ví dụ như khả năng biến đổi các dạng tích phân, quy các dạng tích phân phức tạp về các dạng đơn giản. Đánh giá là khả năng xác định giá trị hoặc sử dụng thông tin theo các tiêu chí thích hợp, hỗ trợ đánh giá bằng lý do, lập luận. Để sử dụng đúng mức độ này, người học phải có khả năng giải thích tại sao và sử dụng được những lập luận giá trị để bảo vệ quan điểm của mình. Kết quả học tập trong lĩnh vực này là cao nhất trong các cấp bậc nhận thức vì nó chứa các yếu tố của mọi cấp bậc khác. Từ khóa mô tả mức độ đánh giá là nhận xét, phê bình, bào chữa, bảo vệ, tranh luận, bảo vệ lý do và một số từ khác. Ví dụ như đánh giá xem bài toán nào khó, bài toán nào dễ trong thi cử, từ đó làm câu dễ trước để đạt được kết quả cao. Cuối cùng là sáng tạo. Sáng tạo là khả năng xác lập thông tin, sự vật mới trên cơ sở những thông tin, sự vật đã có, tạo ra ý tưởng mới, các sản phẩm hoặc cách nhìn nhận mới mẻ về một sự vật, hiện tượng. Các từ khóa mô tả năng lực sáng tạo như phán xét, phê phán, so sánh, phân biệt, biện luận và một số từ khác. Ví dụ như biến đổi ra công thức tích phân mới để sử dụng không chỉ trong lĩnh vực toán học mà còn trong các lĩnh vực khác như quang học và cơ học. Cũng trong năm 2001, thang năng lực này được các nhà khoa học cải tiến, chuyển từ khung năng lực một chiều thành khung năng lực hai chiều. Trong đó một chiều là các cấp độ tri thức và một chiều là các cấp độ của nhận thức. Ví dụ minh họa được thể hiện qua bảng trên đây. Tuy nhiên, trong thực tế, việc xếp một hành vi nhận thức vào một trong 6 cấp độ nhận thức trên không hề đơn giản. Để thuận tiện cho việc sử dụng thang của Bloom, có một cách nhóm các cấp độ nhận thức thành 3 bậc đã và đang được sử dụng phổ biến. Đó là bậc 1 tái hiện, nhớ, bậc 2 tái tạo, hiểu, vận dụng, bậc 3 lập luận sáng tạo, phân tích, tổng hợp, đánh giá, sáng tạo. Tiếp theo chúng ta đến với lĩnh vực tâm vận động.
Lĩnh vực tâm vận động liên quan đến các kỹ năng thao tác chân tay sử dụng đến cơ bắp hoặc những sự đáp ứng vận động. Họ đòi hỏi có sự phối hợp giữa cơ bắp và hệ thần kinh, bao gồm 5 mức độ sau: bắt chước, thao tác, làm chuẩn, liên kết và tự nhiên hóa. Thứ nhất là mức độ bắt chước. Bắt chước là làm theo một hành động đã quan sát nhưng thiếu sự phối hợp giữa cơ bắp và hệ thần kinh. Ví dụ như sao chép, vẽ lại mẫu tranh đã có. Mức độ thứ hai là thao tác. Thao tác là làm theo một hành động đã được quan sát, thường theo sự chỉ dẫn, thể hiện một sự phối hợp giữa cơ bắp và hệ thần kinh. Ví dụ như tự giải được một bài toán đơn giản giống như ví dụ trong sách giáo khoa. Mức độ thứ ba là làm chuẩn xác. Làm chuẩn xác là thực hiện một hành động với sự chuẩn xác, cân đối và chính xác. Ví dụ như làm đi làm lại một dạng toán mà không cần sự giúp đỡ của lời giải. Mức độ thứ tư là liên kết. Liên kết là thực hiện thành thạo một hành động thể lực có sự phối hợp một loạt các hành động khác. Ví dụ như kết hợp một loạt các kỹ năng sử dụng PowerPoint, Photoshop để tạo ra một số video liên quan đến giáo dục đáp ứng yêu cầu mới trong dạy học. Cuối cùng là mức độ tự nhiên hóa. Tự nhiên hóa là biến một hành động thể lực thành công việc thường làm để mở rộng nó và làm nó trở thành một sự đáp ứng tự động, không gò bó và cuối cùng thành một sự đáp ứng thuộc về tiềm thức hay bản năng. Ví dụ như sử dụng các công cụ chỉnh sửa ảnh, video nhanh chóng, chính xác, thuộc gõ bằng 10 ngón mà không cần suy nghĩ nhiều về cách làm. Cuối cùng chúng ta sẽ tìm hiểu về lĩnh vực xúc cảm. Lĩnh vực xúc cảm liên quan đến các mục đích thuộc về hứng thú, các thái độ và giá trị bao gồm 5 mức độ: tiếp thu, đáp ứng, hình thành giá trị, tổ chức, khái niệm hóa và đặc trưng hóa bởi một tập hợp giá trị. Đầu tiên là mức độ tiếp nhận. Tiếp nhận là nhạy cảm với một sự động viên, khuyến khích nào đó và thể hiện sự tự nguyện tiếp thu hoặc chú tâm vào đó. Một số từ khóa để biểu diễn cho mức độ tiếp nhận là yêu cầu, làm theo, trả lời và chấp nhận. Ở mức độ tiếp nhận, người ta phân chia ra làm 3 thang bậc chi tiết, đó là nhận biết, mong muốn tiếp nhận và tập trung có lựa chọn hoặc được kiểm soát. Mức độ thứ hai là đáp ứng. Đáp ứng là lôi cuốn vào chủ đề hoặc hoạt động có sự kiện để mở rộng việc tìm tòi nó, làm việc với nó và tham gia vào đó. Một số từ khóa để biểu diễn cho mức độ đáp ứng là trả lời, đọc thuộc lòng, báo cáo, lựa chọn, làm theo, khám phá và trình bày. Ở mức độ đáp ứng, người ta chia ra làm 3 thang bậc chi tiết đó là đồng ý đáp ứng, mong muốn đáp ứng và hài lòng khi đáp ứng. Mức độ thứ 3 là hình thành giá trị. Hình thành giá trị là cam kết tiến tới một sự vững tin vào mục tiêu, tư tưởng và niềm tin nào đó. Một số từ khóa để biểu diễn cho hình thành giá trị là làm rõ, đề xuất, tranh luận, bảo vệ, khởi tạo và từ bỏ. Ở mức độ hình thành giá trị, người ta chia ra làm 3 thang bậc chi tiết đó là chấp nhận một giá trị, nghiêm về một giá trị, cam kết. Mức độ thứ 4 là tổ chức, khái niệm hóa. Tổ chức khái niệm hóa là tổ chức các giá trị thành một hệ thống, có sự nhận thức hoặc sự xác đáng và các mối quan hệ có giá trị phù hợp và xây dựng nên các giá trị cá nhân nổi bật. Một số từ khóa để biểu diễn cho mức độ tổ chức khái niệm hóa là sắp xếp, kết hợp, so sánh, cân bằng, lý thuyết hóa. Ở mức độ tổ chức khái niệm hóa, người ta chia ra làm 2 thang bậc chi tiết đó là khái niệm hóa một giá trị và sắp xếp một hệ thống giá trị. Và cuối cùng là mức độ đặc trưng bởi một giá trị hay một phức hợp các giá trị. Đặc trưng bởi một giá trị hay một phức hợp các giá trị là tích hợp các niềm tin, tư tưởng và thái độ thành một triết lý tổng thể hoặc tầm nhìn rộng như thế giới quan. Một số từ khóa để biểu diễn cho mức độ này là phân biệt, đặt vấn đề, chỉnh sửa hay thay đổi. Ở mức độ này người ta chia ra làm 2 thang bậc đó là bộ khái quát hóa và đặc trưng hóa. Trên đây là một số mục tiêu dạy học theo hướng tiếp cận năng lực. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.